năng thật rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Among Us, nhưng mà không phải là Among Us phiên bản là 2D dễ thương mà các bạn hay xem đâu, mà sẽ là Among Us phiên bản kinh dị đây. Cho bạn coi một đoạn cho mấy bạn sợ chơi nè. Ui! Chui xuống được không? Rồi. Đó, nhìn thấy con Among Us là thấy sợ rồi, đúng không? Để coi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phá đảo tựa game Among Us kinh dị này như thế nào đây. Vào chơi rồi sẽ biết nha. Let's go. Trước khi xem video, nhớ nhấn like nha. Bắt đầu thôi. À quên nữa bạn, hôm nay chơi game là có thêm bé Đậu vô làm khán giả ngồi xem chung nha các bạn nha. Bé Đậu đang nằm trên giường của tôi, nó leo lên giường tôi nó phá. Ok. Nhảy hip hop ở trên đó các bạn ạ. Rồi đó, ok. Vô nha các bạn nha. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ, một là chế độ là giải cứu mấy em Among Us em bé, hiểu không? Yeah. Đúng rồi, còn hai là tiêu diệt Among Us Imposter đó. Thì giải cứu mấy Among Us em bé là mình có mấy con Among Us em bé vậy nè các bạn đó, mình sẽ cứu. Đó, ở gì? Sao thích không? Tặng sao á? Rồi vô nha, let's go. Mình sẽ chơi chế độ này trước nha các bạn, và nếu các bạn thích thì tập sau mình sẽ chơi chế độ bên đây, ok. Rồi vô nè. Rồi. Oh my god, đây là chế độ Among Us 3D nha các bạn. Đây, như các bạn đang thấy là chúng ta đang có ở trong cái map Among Us mà chúng ta hay chơi nè các bạn đấy. Nhưng mà phiên bản 3D đấy, xung quanh hơi tối nha. Đây, chỗ này là cái chỗ mà mình hay ngồi để mình bắn mấy cái viên thiên thạch nè. Đó, chỗ nào là chỗ quạt thẻ ta? Ok, ôi bên này có nguyên cái đầu lâu ngay cái cây luôn nè, sợ thế. Ủa giờ mình đi rồi. Bắn nó hay là mình đi giải cứu bé vậy? Bây giờ là mình phải đi giải cứu mấy con Among Us em bé, hiểu không? Ủa? Cái tay kìa, ui, chỗ này có nguyên cái tay vậy? Ồ, mình chui xuống hầm được nè. Ồ. Chuồn, chuồn yêu quái á. Ui, ở bên này cái cây, chứ không có gì hết. Rồi. À! Ôi, cái gì vậy? Trời ơi. Cái con này giống tôi vậy? Hình như là, nó chơi hù thôi, bạn ơi, nó chơi hù thôi. Trời ơi. Ui, ai ăn sinh tố mà đổ này vậy? Ôi, bé kìa. Đây nè, em bé Simi. À, đây tìm được em bé Simi Among Us rồi. Ở đây có kẹo nè. À, đây Halloween. Cảm ơn kìa. Ồ. Em bé Camui à. Ồ, đợi dương điện đứt chua. Trời ơi, tôi vui. Ê, cái tiếng gì vậy? Ok, để đi ra ngoài đây coi, ngoài đây có gì không đây. Ô, nơi nhấn nút Imposter nhấn được không? Chỗ này là chỗ nhấn Imposter nè các bạn. Đây, nhấn vào này để kêu Imposter tới nè, đó. Rồi, tối quá vậy, không thấy gì hết. Ủa, sao đèn pin hết pin rồi? Pin. À, phải thấy pin. Ủa, đặt bẫy đó hả? Ờ. Ép kìa. Ép. À, mình phải thấy pin bạn. Ui, cái này mình đặt bẫy con Imposter nè các bạn. Từ để mình dụ Imposter tới đây coi. Ủa, có gì đây? Con nhặt rác. Ồ, con này là robot nhặt rác đúng không? Gì luôn quá vậy? Ở bên này không có gì hết. Trời ơi. Ui, sao tôi sợ thế. Ui, cái này là cái gì vậy? Cái tua bạch tuộc. Cái này là cái tua bạch tuộc ngoài hành tinh. Ui, toilet nè. Trời ơi, sao cái con này cái miệng nó rộng dữ vậy? Sao nhìn nó giống đậu vậy sao? Nhìn nó giống đậu vậy. Từ để mình thử dụ nó vô cái bẫy đúng rồi. Giờ đây tiêu diệt mình phải tiêu diệt con này các bạn. Ô, qua đây đi chậm á. Qua đây nhà vô đây bạn ơi. Rồi nó có bị tiêu diệt không? Bị khóa thôi, bắn súng thôi vậy. Ủa, hình như không có súng. Ủa, không có súng mình bắn nó. À, phải đi tìm mấy em bé thôi. Mình chui xuống cái màn mình núp được nè. Nó có biết không vậy? Ôi, mày quá nó không biết. Lắc cái mông kìa, dũng đậu không? Lắc cái mông không? Thôi, cho nó đi đi. Ok, rồi. Bây giờ mình phải tìm thêm 6 con em bé nữa. Trời ơi, ở đâu đây? À, có pin. Mình cần phải có pin các bạn ơi. Mình không có pin là tí nữa là mình hết pin là xong á. Còn em bé nào không? Đây, chỗ này, chỗ trồng cây nè. Ok, ui, đây. Em bé Phong Cận. Rồi. Ui, em bé Kairon. Còn 4 em bé nữa. Em bé Sammy Đào vậy? Em bé Sammy Đào bị lạc rồi Phong ơi. Ok, hết pin này nè, để Phong thay thử cái pin khác. Ok. Không biết nữa, thôi mà em bé Sammy để đây luôn đi. Gì vậy? Để đây cho quái vật ăn luôn đi, chứ đem về chi nuôi tốn cơm đó. À đây, có cục pin nữa nè, lượm theo cục pin. Ok. Ôi, sao mà khó quá vậy ta? Em bé Sammy Đào ơi, đâu rồi? Trong đây có không? Ở đây đây, phải kiểm tra mấy cái ghế nè. Thường thường mấy cái ghế là hay có nè. Pin không vậy? Lượm cục pin. Ủa sao lượm được? Bẻ ra. Trời, không lượm được. Trời ơi, cục pin nó để nó. Vậy? Vậy là bây giờ mình phải đi mình mở từng cái cửa như thế này nè Sam. Đó, mỗi cái cửa là chỗ khác nhau. Trời ơi. Trời ơi. Con này nó biết tự mở cửa Sam ơi. Chị ơi. Ơ nhưng mà con này chị chậm quá nên là cũng không sợ. Hình như là có mấy cái phòng mình chưa vô đúng không? Có.
Phòng này có mở được không? Ở trên này phải cửa. Ông ra không chung luôn á. Còn bốn em bé nữa ở đâu ta? Còn bốn em bé nữa, chôn chỗ nào kỳ quá vậy? Trời tôi tự chạy ơi, đừng cung ơi. Rồi xong hết pin. Mày quá, nãy có lầm được cục pin. Ê, tính ra là tôi thấy là hình như là mình chơi được hai game luôn. Sao ví dụ mình thắng game này là mình chơi được game 2 luôn á, khỏi chờ tập sau. Mình tưởng là game này lâu lắm, ai về vô tìm có 8 phê là xong. Oh my god. Đừng cứ tới đây, đừng cứ tới đây, hết đường đi rồi bạn ơi, chạy nhanh nè. Ok. Trời khó quá à. Còn nhiều đường chưa đi á. Đây nè. Đây nè, đây nè, cái chỗ đây mình chưa đi nè. Ui. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Rồi. Nghe có màu tím. Đừng qua đây mà. Ủa. Quét. Mày quánh không qua đây, mình quét người nè, mình quét người nè. Đây bản đồ kìa Phong. À bản đồ đâu? Đây sau lưng đó, ông đang chụp vô chấm đỏ đó. Mình là cái nào vậy? Mình là màu trắng kìa kìa, đúng không? Phải không? Ừ nè. Ồ đúng rồi, mình xoay qua xoay lại nè. À. Nhưng mình chưa đến phòng bếp nữa. Khu này là mình chưa tới. Ừ, có cái này là cái gì nè Sam? Ồ cái bẫy. Cái bẫy ngon. Ngon quá. Để hai cái bẫy đi. Ê, 300% kìa, tìm pin đi kìa. Ok, trời ơi, giờ tôi còn thiếu pin. Cho tôi cục pin đi, tôi sắp hết pin rồi. Ồ. Mà không nè. Cho tôi cục pin đi. Trời sao cái bẫy nó vậy? Tôi đâu cần bẫy đâu, tôi cần pin. Rồi, no, tôi sắp hết pin rồi, tôi sắp hết pin rồi. Oh no. Đặt bẫy nè. Hết pin luôn. Rồi hết pin luôn rồi các bạn ơi. Hết pin luôn rồi các bạn ơi luôn. Tới thui luôn rồi các bạn ơi. Ôi. Tối nhưng mà tôi vẫn thấy cái chạm tóc của mấy con quái vật nha trời ơi. Cao quá. Mày vô cái lực. Oh my god. Tới thui rồi, tôi không thấy đường chạy luôn Sam ơi. Chết tôi rồi. No. Trốn ở dưới. Chui xuống được không? No. Trời ơi. Rồi xong bị năng thịt rồi. Trời ơi chưa kịp tìm được đủ nữa. Sam chạy thử không? Không. Sợ lắm. Ủa sao không, Sam phải chơi thử cái này là mình đang chơi chung mà. Không, Sam phải chơi thử rồi vô. Mệt quá à, đã không biết chơi rồi còn chơi nữa. Đáng tè mà anh ơi, mình có cái gì trên đầu mình đi. Không hết trên đầu. Bây giờ sẽ tới lượt Sammy thể hiện nha các bạn. Để coi Sammy thể hiện sao nè. Sam phải kìa tìm được 8 con búp bê Amomus trong thời gian ngắn nhất hiểu không? Rồi đi đi. Sammy có nghe thấy tiếng của quái vật không? Không. Không nghe hả? Cần Phong mở tiếng to cho nghe không? Không, kêu gì. Thôi, Phong mở nhỏ rồi nha, ok. Từ từ nha. Sao có tiếng gì ổn vậy? Cái tiếng tim đập thình thịch có nghĩa là con quái vật đang ở gần Sam á nha. Ok. Ok. Rồi, mấy cái cửa nè, Sam mở mấy cái cửa này ra vô tìm nè. Ôi, cái chỗ này hình như cái chỗ mình nói điện nè, đúng không? Tôi cúi xuống không được ta. Không cúi xuống được, này không cúi xuống được. Nè, chỗ nói điện nè. Chỗ nói điện nè. Chỗ này vô. Ôi, cục pin kìa, cục pin kìa, cục pin kìa. Cục pin kìa, lấm. Đó. Rờ thấy pin, ok. Rồi. Mẹ Simmy đó, em có sao. Rồi, ôi cục pin kìa Sam, cục pin kìa. Trong này lầm pin là ông nội người ta rồi. Đúng rồi, trong này là phải bắt buộc phải tìm pin nha các bạn nha. Không có pin là y chang mình hồi nãy á bạn. Ê sao đường này ông chưa đi đúng không? Đúng rồi, trong này như Phong chưa tới nè. Ê, có con màu xám kìa phải không? Đâu? Kìa kìa sau lưng, phải không? Con màu xám kìa. Con bự quá vậy. Sao con này bự quá vậy? À, có tiếng tim, có tiếng tim. Ôi ôi ôi. Bên cạnh tôi luôn bạn ơi, đâu bên cạnh tôi luôn. Không sao, Sam muốn thử lại lần nữa không? Ok. Không sao nha, sợ quá thôi nha. Sợ quá à. Rồi. Con này không dễ thương như Phong. Nghe tiếng tim à? Chưa, tôi chỉ bất ngờ thôi. Kìa bên kia có cửa, kìa bên kia. Đây. Sao lưng kìa? Đây đúng không? Bên này. Ok, rồi một con em đầu bé. Tiên. Em bé màu hồng. Nhớ nhìn kỹ xung quanh nha Sam. Lầm pin. Trong này mình thấy bẫy đó không quan trọng nha. Tại bẫy mình chạy bấm, thôi. Bấm ship để chạy nhanh được nha. Em bé Phong cần à. Bấm ship để chạy nhanh nha. Ok. Rồi hết rồi. Giờ là mình chơi tìm em bé theo màu luôn các bạn. Màu của ai là em bé của người đó. Ôi đây. Em bé Camui. Đó. Bạn em bé. Em hết pin rồi. Ôi. Tôi thấy em bé Sammy chạy quá. Đó là con gì. Ôi pin nè. Hay quá. Hay quá, sao mới tìm được ba con này nè, ngon. Ôi sao có tiếng gì? Ôi. À, Phong cần tiếng gì? Phong cần tiếng gì? Phong cần tiếng gì? Impostor. Ghê quá à. Bấm chữ T để đặt 7 á Sam. Okay. Không mà vẫn Phong cần tới 7. T. Rồi. Đây. Rồi, tới đây. Vô đây. Liêu. Sao chạy đường đó? Sao chạy đường đó? À rồi, ok.
Thôi nhưng mà dưới đây đừng cục quá nha, coi chừng đó nha. Sao mình chạy được. Ở đây tìm pin xong rồi phải có pin nha, phải luôn luôn có một cục pin trong người dự phòng nha. Đây. Okay. À, mẹ ai nằm thì vui vậy. À vậy là mấy con này có thể nằm được luôn hả? À ok. 4 con. Nhớ nhìn xung quanh nha, nghe tiếng tim đập là phải nhìn xung quanh liền nha. Không, đừng nó đi rồi, xong. Này vô đúng không? Vô rồi. Tôi nghe tiếng gầm. Ôi hình như cái đường kia chưa đi á, hơn kia chưa đi á sao? Chưa. Không, đây chơi lại rồi, đây là thế nào cũng có con nào ở đây thôi. Đường này mình đi rồi mà. Ủa chưa? Mình chơi chưa, lại đúng không? Chưa, chơi lại mà. À. Ủa sao lấy bên được không nội? À là sao đang giữ một cục trong người sao không lấy được nữa? À. Kìa nó tới kìa. Rồi. Thay cục pin luôn đi Sam, thay cục pin đi, mình lên lượm cục pin kia cho nó chắc. Rờ. Ơ gì vậy Sam, có chân sau lưng kìa. Chạy luôn. Rồi. Sao lượm cục pin chậm mà không sợ luôn sao? Qua đây đúng không? Đúng rồi. Ui kìa. Em màu tím này, lượm ok. Rồi. Canh sao chạy coi luôn không? Núp xuống sâu. Đằng sau cũng thấy hố. Rồi. Đúng rồi. Ôi trời ơi. May quá. Đi chưa ta? Từ chờ thời gian đi. Thấy em bé đúng không? Lại thấy em bé mà. Lượm rồi sao á? Kìa có cục pin kìa. Pin này mình chưa hết pin. Từ coi ngoài cửa nha, nhiều khi nó đứng ngoài cửa nó chờ mình đó, coi chừng á. Nó lẩm quá à. Trong đây hết rồi. Pin. Vừa thay luôn, cục này còn 50% nè, thay luôn. Còn có 3 em bé nữa, cố lên Sam ơi. Đúng rồi. Rồi. Còn 3 em bé thôi, Sam thắng. Trời ơi, tôi chơi thua mà Sam thắng là sao ta? Để tôi chơi game gà hơn Sam rồi. Trời ơi, Sam chơi game này đỉnh nha, Sam bình tĩnh nè. Tôi bị sợ lắm mấy bạn. Ok, bấm chết tơi. Anh em chào. Đây. Bà này bà còn đi chọc nữa. Coi chừng đường cục quá nha. Rồi, nó đang đuổi sau lưng kìa. Vô luôn, đóng cửa lại. Ê! Mở cửa, chạy. Trời ơi, sao mày định vậy? Sao mày bình tĩnh quá vậy? Bên kia. Đâu, bên nhau. Thay luôn, rờ. Ở coi chừng nó ra nha, coi chừng bên kia nó ra. Rồi. Chơi nhiều chập quen rồi các bạn bên ơi. Bên kia kìa Sam, bên kia như cái cửa mình chưa kiếm đó. Đó kìa, trên bàn kìa. Ồ không, trên bàn quả bí ngô rồi. Trời ơi, còn có 3 con nữa mà khó quá vậy ta. Đâu ta? Đây chưa vô nè. Đúng rồi, chỗ này chưa vô nè. Tìm ở trong cái bụi á. Không. Trong cái tủ có không? Không có, đây kỳ quá ta. Đây mình chưa tới đúng không nhờ? Tới rồi, chỗ này mình mới qua rồi mà. À. Bị kiểu bị não cá vàng. Quên hết luôn. Bên đây mình chưa qua nè, bên đây chưa qua nè. Đây hả? Ừ. Trời ơi, nó hù vậy ơi. Nó hồn. Ơi cái chừng tiên, nó đỏ kìa, cái chừng nhìn sau lưng coi. Cái chừng nha. Rồi, 6 em rồi. Sam nhớ là nghe tiếng tim đập phải nhìn sau lưng liền nha. Có, thay pin. Trời ơi, còn có 2 con nữa hả? Có 2 con nữa, trời. Ôi kìa. Đây rồi, em biết thế thôi. Rồi. Con cuối cùng nữa. Cuối cùng nữa, em ơi, đâu rồi? Ôi, lên, lụm luôn Sam. Yeah. Hay quá. Trời ơi, chơi game đúng hay. Trời ơi, tôi nhìn Sam chơi mà tôi đau tim luôn các bạn. Trời ơi là trời. Ok, được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với game 2 để tôi coi game 2 là game gì nha các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử game 2 nha các bạn. Thì game 2 thì hình như là chúng ta sẽ phải tiêu diệt những con imposter này. Ok, để mình vô chơi thử nha. À, mình qua nữa là cái game này hình như là còn chơi chung với bạn bè được luôn các bạn. Có nghĩa là một người sẽ đóng vai imposter, những người còn lại sẽ đi tiêu diệt á, kiểu vậy á, cũng khá là vui. Nên là để bữa sau tôi thử mời mọi người vô chơi. Ôi! Tiêu diệt đó bằng cái tàu, Đó, cái chạy lui thôi. À, là cứ chiếu đèn pin như vậy thôi hả? Ui! Chiếu đèn pin là từ nó chết đúng không? Ừ, máu trên kia kìa, thấy không? Trời ơi! Sao tôi nhìn giống như tôi đang bắn súng nước vậy trời? Ui! Trời ơi! Làm lại! Trời ơi, gần hơn xíu là nó bắt mình được liền, ok. Đây, phong cận nè. Đây. Trời ơi! Mọi người có thấy ở trong cái miệng đó, bạn, cái miệng của nó có một cái gai kìa trời ơi. Nó lôi mình vô á, nó xiên vô cái đầu mình á. Lại đây, lại đây, bắn, tao bắn súng nước nè, đây, súng nước nè. Súng nước mà nước gì màu vàng vàng nè, trời ơi, cái nước này vàng vàng là hơi bị ghê nha. À, bò hút hả? Ê! Không tập trung quá vậy. Tôi bị dướng cái ghế các bạn. Chạy sát hơn, chạy sát cái bàn thôi là được rồi. Trời ơi, đúng xui luôn á. Ít ra phải tiêu diệt được một con để cho bạn coi cái con nó bị tiêu diệt như thế nào chứ trời. Có con nào không? Lại đây coi. Có con nào ở đây không? Ủa sao con nào vậy? Có con nào ở đây không? Ủa sao hồi nãy nhiều mà sao giờ không còn con nào vậy? Bên kìa. Hello. Giờ không có con nào luôn. Hồi nãy có nhiều giờ không còn con nào luôn. Đuổi nhau đi trốn hết rồi. Không có con nào luôn. Hay là nó thấy tôi chơi game gà quá nên nó không thèm bắt nữa ta. Nó khinh tôi rồi các bạn ơi, trời ơi. Khinh người chơi ra mặt luôn. Ê, thực sự là không có ai luôn á hả?
Wait, hay là tôi tới cho mọi người ăn, tôi là mọi người ăn tôi giùm cái được. Sao không thấy ai vậy? Thịt thơm phức nè, ăn đi. Ủa sao có ai vậy trời ơi? Hình như bọn nó thấy tôi chơi gà mà nó không thèm ra bắt tôi luôn rồi các bạn ơi. Vòng rắn tanh như cái trời vậy trời. Anh bạn có thấy ai không? Có thấy ai nãy giờ đi ngang qua anh bạn? Tôi cảm giác bị xúc phạm mấy bạn ạ. Tôi cảm giác thực sự bị xúc phạm. Không ra chơi với mình luôn. Ê, cái này là mình đang kiếm nó cho nó kiếm mình chỗ nào? Ừ, cái này giống mình đang đi kiếm nó chứ nó kiếm mình nữa bạn. Tôi cảm giác bị xúc phạm tột cùng. Đó kìa. Đây rồi. Nhào vô đây cho anh thể hiện một phát nào. À, đây là bạn Sammy à. Đây là bạn quái vật Amomus Sammy à. Ok. Nè, xám thôi, nè. Xám xịt súng nước nè, đây súng nước nè. Chạy kìa. Ủa sao nó chạy kìa? Đứng lại em ơi. Mày chơi mày chạy mày. Đứng lại mày. Đó, chơi cái chạy thua nè. Cái chị làng. Ê, nó chơi thua nó chạy, mày thấy nó khôn không? Khôn không? Ờ chạy tiếp. Ờ chạy, nó chạy đứng lại mày. Cái tật chơi ăn gian này chỉ có thể là Amomus Sammy thôi. Không. Ủa, vậy thôi hả? Ủa vậy thôi hả? Vậy thôi là win rồi hả? Trời ơi. Đồ dễ vừa khó. À ok. Nãy tôi chơi chế độ dễ. Ok đó. Nói chung là ui ở trong đây có đổi màu được đó nè. Đây mốt Sam vô đây. Sam chơi. Sam phải đổi màu xám nè Sam. Ơi Sam đổi màu xám. Cái màu này đẹp nè. Đó ok rồi. Rồi. Ui chỉnh thành quái vật được luôn nè. Quái vật nhện. Quái vật ông già Noel. Quái vật gì vậy? Quái vật nhìn cái mặt nó buồn cười quá vậy. Oh my god. Rồi ok. Nói chung là nếu như bạn nào muốn thì trong tập sau thì mình sẽ mời mọi người ở trong team vào đây để chơi với bọn mình cái trò này nha bạn. Tôi thấy cái trò này chơi khá là vui đó. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào muốn mình chơi, đừng quên kéo xuống bên dưới nhớ mình nút like nha. Sẽ có tập sau nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.